Không biết ngày mai mình có còn thấy mặt trời hay không thì Kiệt nói cái này gieo duyên thêm một lần nữa chứ không phải là truyền đạo nha quý vị. Cái đạo thiên tâm này á là của Thượng Đế, của cha với mẹ đặt ra cho đúng cái thời kỳ của sàng lọc mình nè. Mình không có cần phải theo thầy hay theo chùa hay là chấp lễ nghi gì hết, cứ quay về hướng đông bắc. Ở trong phòng mình đang bị cách ly á, có cái gì á thì mình khấn cái đó, có con chai nước cũng khấn được. Xin cha mẹ cho con một cái tên để được về thiên, tại vì mình đang bị covid mà đang trên giường bệnh phòng hấp hối, hay là mình đang bị cách ly ở trong một trong nhà mình mà mình có ra đi gia đình chưa chắc biết được á, thì mình khấn có cái tên để khi cái linh hồn có mất á, mình ít nhất á là cũng giống như mình có cái passport đi về trời, còn hơn bây giờ không có, không biết đạo, không biết cái linh hồn mình sẽ đi về đâu. Mình sống thì mình sao cũng được nhưng mà chết mới quan trọng. Thì cái đạo thiên tâm á, cái dấu hiệu thiên tâm này á đã có từ ở trên trời á, là đã có cả ngàn năm rồi, có thể lâu hơn thiên tâm. Nhưng mà khi xuống thế gian này á, những người đầu tiên mà đeo cái dấu hiệu của cha đó là dấu này nè, thì là những người tù nhân của mấy bác mà của thời trước năm 75 á, thời của ông Nguyễn Thiệu mà bị bắt ra Hà Nội á, thì lúc đó trên mới thương mới cho ra cái dấu hiệu này để đeo để tránh bom đạn của Trung Cộng nó bỏ vô những cái trại tù thời năm 79 ở ngoài trại tù Nam Hà của tỉnh Hà Nam Ninh Bắc Việt Nam. Thì dấu hiệu ra đời của nhân loại từ thời đó thì Kiệt biết là từ thời đó. Nhưng cho đến năm 2017 á, ngày 16 tháng 3 năm 2017 đó, thì trên á mới cho Kiệt biết là bắt đầu từ 18, 19, 20, 21 là những năm cuối cùng của sàng lọc, tức nghĩa là sẽ có nhiều người chết khủng khiếp á. Thì lúc đó cha đó với mẹ thì ở giờ ngồi trên chánh điện đó, thì lúc đó cha mặc nguyên bộ long bào màu đỏ nha, mẹ mặc áo vàng. Ở trên đầu của Kiệt á thì một cái tòa sen lớn khổng lồ Phật Di Lặc ngồi trên, thì bắt đầu cho gọi là công bố cho cái đạo thiên tâm này ra đời để cho kịp cứu những chúng sanh hữu tình có duyên để mà được ở trên rước về giờ chót, chứ không phải mình nói là để mình tu không kịp. Nó không phải như kiểu anh ấy chỉ cần mình ghi tên là dĩ nhiên là tu, bây giờ là không ai tu kịp hết trơn, là ta tu cả đời mà đâu phải tu chỉ mới có mấy ngày, mà nhất là bệnh rồi mới chịu tu. Nhưng mà ít nhất á, mình cũng gieo duyên là lấy cái họ thiên. Thí dụ tôi tên là Nguyễn Thị Bích thì cứ lấy con chai nước thôi, đặt về hướng đông bắc và lại xin cha thượng đế mẹ Phật mẫu cha trời mẹ đất cho con cái tên là Thiên Bích. Thì từ đó đó các chư vị hai bên vai mình với ông thổ địa ngay trong cái nhà của mình đó, ổng nghe được thì ổng ghi tên rồi ổng gửi về chảnh, cũng giống như mình đi vô Zalo hay là Facebook hay là Facebook hay là YouTube mình sign up một cái account vậy đó. Thì cái thiên tâm nó cũng vậy thôi, mình ở bên cõi vô vi á, khi mình mất á, con ma rước, con quỷ quỷ rước, rồi con tiên, con Phật, con thần, con thánh, con Bồ Tát đủ hết, ở đâu cũng có hết. Thì mình không biết mình đi về đâu, nhưng mà khi mình ghi thiên tâm á, là mình được đi hết về trời, là về cõi trời. Thì hôm nay Kiệt thấy Việt Nam có nhiều người bị Covid, cũng sẽ có người chết. Cái nghiệp Việt Nam còn nặng, cho nên cũng chưa có dứt nghiệp. Từ đây cho tới cuối năm còn nhiều nhiều chuyện xảy ra nữa, cho đến khi chiến tranh xảy ra. Thì kiểu nói sơ về cái thiên tâm là vậy, là của Phật Di Lặc, sau này sẽ thống nhất tất cả các đạo trên thế giới để mà thành một đạo.
thì nhân loại á, lúc đó mới không còn gọi là thánh chiến, không còn có những cái người như đạo Hồi rồi đi ở bên Trung Đông á, tối ngày giết nhau, rồi có gì đó Bin Laden hả, rồi có mấy Hồi giáo, rồi bây giờ có thêm Taliban rồi nữa, ý mấy thằng ở bên Á Phú Hãng đó, thì sau này không ai còn giành thượng đế của mình nữa, mà là chung hết. Thượng đế chỉ có một, chỉ có cha trời mẹ đất sanh ra tất cả nhân loại, tất cả các chư Phật chư thánh, cả Chúa Giêsu, cả Phật Thích Ca, Phật Di Lặc, hay là ngoài tất cả các vị Phật đều là con của thượng đế hết. Ngài là cái thân cây, cứ mấy nghìn năm á, thượng đế là cái thân cây, cứ mấy nghìn năm thì có ông Mohammed là thành ra đạo Hồi, là cũng gần hết cái trái đất này, gần hết thế giới theo đạo Hồi, thì là một nhánh cây. Rồi tới Chúa Giêsu 2000 năm về trước cũng là một nhánh cây. Rồi đạo Phật cũng 2000 mấy năm về trước cũng là nhánh cây. Khi cái nhánh cây á nó cao lên á thì phải cắt bỏ cái nhánh, thì cái cây nó mọc thẳng lên nữa, thì nó sẽ ra cái nhánh mới để nó thích hợp với cái không gian của cái thời mới. Thì cái đạo Thiên Tâm á là của đích thân cha đặt ra nha, chỉ là người truyền tin thôi cho quý vị biết. Thì là người công bố từ năm 2017, tháng 3 ngày 16 năm 2017 ở tại Điện Mẫu ở núi Thiên Long Sơn. Còn ở trên trời thì không biết, có thể cả ngàn năm 2000 năm ở trên trời có cái chữ Thiên Tâm, có đạo Thiên Tâm. Khi xuống thế gian á thì lúc đó các chư vị từ bi á, không có muốn những người tù kẻ tạo mà bị chết một cách oan uổng đó, cho nên mới mới cho ra cái dấu hiệu này. Từ trong đó lúc đó mấy bác ở trong tù á mới lấy mũ hay lấy gỗ ở trong rừng á, rồi mới khắc cái dấu Thiên Tâm rồi đeo. Còn mình ngày hôm nay á, mình làm bằng thiếc bằng gì cũng dễ ợt, đâu có khó đâu. Rồi bây giờ mình đang bị Covid mà đang nằm ở nhà nữa, mình đeo cái dấu này được ấn chứng bởi tất cả các Phật, các chư Bồ Tát, các chư Thánh, chư Thần, và cả bên nói chung là này là gọi là bao gồm lại hết tất cả bên Hồi giáo nữa. Thì khi mình đeo cái này á, con virus này á, nó là một dạng âm binh, nó đi tìm những người nào mà không có hào quang hoặc là những người tạo nghiệp nhiều á, thì nó nhào vô nó hùng, thì lúc đó mình bị bệnh. Cho nên ở trên mới dạy á, là phải đọc chú Đại Bi, rồi phải đọc kinh Thiên Tâm, là kinh cũng là giống như kinh nhập tụng của bên Đại Thừa thôi, giống giống vậy thôi. Thì khi mình đọc chú Đại Bi á, cái hào quang của mình á, ở trong á, cái luồng điện mỗi lần mình ngồi đọc kinh á, thì người mình cái tư tưởng á, nó giống như cái máy chạy điện vậy, như cục pin vậy đó, nó ra điện. Thì con người mình có hào quang thì con Covid á, nó không có xâm nhập vô được, cái đó là sự thật đó, chú Đại Bi. Rồi mình đeo cái dấu này nữa thì cái cơ hội mình bị nó, nếu mà mình nghiệp nặng á, tại vì con Covid là thuộc dạng nó xả nghiệp nha, nó có mắt đó, nó biết ngó người á, tự mình không để ý nó con Covid nó có mắt thần á, thì người bị nghiệp nặng á thì xả nghiệp thì bị một vài ba ngày thì hết, còn người người mà nghiệp nhẹ đó thì sẽ không bị đó. Thì nên đọc chú Đại Bi, đeo cái dấu này vô lấy họ Thiên. Hôm nay kỳ chỉ nói sơ về Thiên Tâm là vậy. Thì cái nguồn gốc đó là từ trên trời có cả nghìn nghìn năm, xuống thế gian là năm 1979. Thì những ở trại tù á thì mấy bác mới đeo cái đó, rồi đến khi tới lúc mà Kiệt biết á, là ở trên công bố để cho Kiệt biết á, và lộ cơ tới ngày hôm nay á, là năm 2017. Thì lúc đó ở tại núi Thiên Long Sơn thì có 12 người, Kiệt với 12 người lúc đó làm một cái lễ. Thì cha ngồi ở trên bệ mặc áo lông bào đỏ, rồi mẹ, rồi lúc đó cha mới ban xuống cái này xuống thế gian. Ở trên nó phải ấn chứng xuống thì cái dấu hiệu nó mới có hiệu lực ở trong cõi vô vi nha quý vị.
cũng y như là cái đóng mộc của tổng thống vậy đó. Thì lúc đó đó ở ngay ở trên trần á là một cái bông sen khổng lồ, mấy chư Phật ngồi trển cũng cũng chứng cái buổi lễ đó rất là long trọng, thì cũng biết sao tả cho quý vị nữa. Cái đạo Thiên Tâm đã có từ trong cõi vui rất là lâu, và những người mà bị Covid mất á, họ cũng có thể theo đạo Thiên Tâm ở bên bên thế giới bên kia. Còn mình hôm nay á, có những người từ năm 2017 tới giờ biết bao nhiêu thiên tai bệnh nạn dịch rồi khủng hoảng tài chánh sắp tới rồi sắp sửa chiến tranh rồi thay đổi những cái rất là cực kỳ lớn mà nhiều người cũng chơ chơ, cứ coi giống như lời của Kiệt nói giống như đùa vậy đó. Thì đừng có đùa, thì không có gì mà để mà nói ở trên này mà để mà bị người ta khinh thường mà không có hữu ích. Chuyện nói hôm nay quý vị có thể coi thường nhưng mà sau này á quý vị sẽ hiểu thì nó muộn rồi, rất là muộn. Thì Kiệt thấy có tới ngày hôm nay 3 năm biết bao nhiêu thiên tai lũ lụt nạn tai vậy á, mà cũng có nhiều người vẫn còn chơi chớ, vẫn còn ham danh ham lợi, vẫn còn coi Kiệt là giống như là mê tín dị đoan. Thì bây giờ Kiệt cũng là nói thật với quý vị, Kiệt cũng chả có ham thích gì lên đây nói hết trơn, mà nhiệm vụ lên đây nói để cảnh tỉnh được ai lúc nào thì Kiệt cũng vui lúc đó, thì nhiệm vụ thì phải làm. Chứ hồi mấy tuần trước Kiệt cũng đã xin trên đó là Kiệt không muốn lên đây nói nữa, đủ rồi. Thì trên nói cứ lên nói huyền ta tù, lâu nay cũng có nhiều người giao duyên được 100 người thì cũng được 3 4 người hiểu thì cũng mừng phần đó. Nhưng mà nói về sâu về đạo á, thì quý vị phải chờ Đức Thầy á, xuất hiện. Hiện bây giờ á, mấy ông lãnh đạo á, vẫn còn nghịch thiên kiên cường cứng cổ, vẫn chưa có hiểu tâm linh là gì, vẫn chưa có ngộ được. Thì Kỳ cũng bó tay với mấy vị đó luôn. Nhưng mà ngộ nha, mấy vị đó cũng là những người ở trên trời cha sai những người đó xuống nắm chức này chức nọ để mà làm một cái màn ba này. Nhưng mà khi họ xuống tiền bạc với danh vọng đó họ quên, họ quên đi nhiệm vụ. Phạt họ thì để khi nào họ mất cái xác thì mới phạt được, còn họ đang sống thì cũng phạt chút chút. Mà cộng lại Kiệt nói nữa đó, họ lại cũng không tính, họ cũng là những chư thiên xuống chứ không phải là họ là người bình thường, cũng là đang làm việc nhưng mà bị quên đi, hay là tiền bạc danh vọng vật chất thì quên có nữa đó. Cũng có quỷ ở trong đó nữa, quỷ con Phật gì đó, cũng đang lo cho cái màn ba này nè. Những người trên mạng á, cũng là bên tốt bên xấu bên chánh bên tà, nhưng mà cuối cùng bên tà cũng là giúp để mà lấy công lập đức với Thượng Đế, còn bên chánh cũng giống nhau. Cho nên quý vị đừng có ngần ngại gì, những cái em linh căn ở núi Cấm vậy đó họ cũng đều là người tốt không, cũng muốn cứu người cứu bệnh thôi chứ không có, họ không có làm gì hết, trừ khi những người mà âm thầm á bỏ bùa bỏ ngải này nọ mới hại mình. Còn mấy người mà trừ khi mấy thầy á, mà lên mạng á, thì lại khác nha, nó đi ngược lại. Những thầy áo vàng mà ấy, lên mạng nhiều á, thì lại là có mình phải coi kỹ họ coi có danh có lợi hay không. Ấy như là Phật thì mới vô đề, thì Kiệt nói sơ sơ chút về cái đạo Thiên Tâm của thời kỳ chót này. Thì những người mà đang ở tình trạng bị nhiễm F1 và F0 vậy đó thì cũng nên suy nghĩ lại những lời Kiệt nói để mà đâu mất gì đâu, thì chỉ có tốn chai nước rồi khấn lại chừng ba lại về hướng đông bắc thì
thì đâu có mắc gì mà cũng chẳng ai thấy nữa, cũng không có sợ bị quê nữa, thì tại sao không làm được cái passport đi về trời, cái giấy thông hành à.